Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Và cái video hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị mình một cái app cũng như một cái tóc cành, đó chính là Wecomic nha. Thì đây nè mọi người, cái app này là của ngân hàng công thương Việt Nam mình, nói chung của Việt Nam mình ha. Và hiện tại là nó đã list Bank K-Swap. Đây em sẽ cho anh chị xem. Thì ngày thôi. Đây PancakeSwap. Bây giờ á, cái này á, là chúng ta cũng mỗi ngày chúng ta đào chỉ được, chúng ta mà điểm danh á, chúng ta chỉ nhận được 2 điểm thôi mọi người. Và cái giá của nó để em lên Twitter cho mọi người xem ha. Mọi người lên đây nè, mọi người gõ cho em Wecomic nè. Đó. Thì ở đây. Đây đây. Họ có thông tin luôn mọi người. Mít chính thức được danh sách trên PancakeSwap. Cái trang này, cái trang để chúng ta swap mấy cái tóc cành á. Ví dụ như mình muốn swap này qua BNB hay là qua cùng mạng. Ví dụ như nó mạng BNB Smart Chain thì chúng ta có thể swap qua BNB nha mọi người. Đó. Rồi. Thì tên văn bản là Wecomic tóc cành. Ký hiệu của nó là MISC. Giá niêm yết là 0,01 BUSD. Đó mọi người ha. Thì 1 BUSD này nó tương đương 1 BUSD thì nó tương đương là 0,93 USDT. Này là em lấy cái giá trên sàn Binance hiện tại nha. Rồi, nó là chạy trên cái mạng lưới là BNB Smart Chain BEP20. Bây giờ em sẽ lấy cái contract của nó. Em sẽ copy cái văn bản này. Ha. Em đem qua bên Google dịch. Đầu tiên sẽ chia sẻ cho mọi người tổng quan về cái dự án này, rồi sau đó em sẽ hướng dẫn mọi người cách tải, cách tạo tài khoản cũng như là cái cách để chúng ta kiếm cái tóc cành nó ha. Rồi chúng ta chọn sao chép đi mọi người. Anh chị qua cái trang tra contract này nè. Nói chung nó đã list mấy cái sàn như PancakeSwap là hầu như là ok mọi người ơi, mấy cái nó không phải là scam đâu. Cái này của ngân hàng công thương Việt Nam mình. Đây ha, mọi người thấy nha. Đó. Tại đây họ chuyển giao rất là nhiều luôn ha. Rồi, tiếp tục chúng ta về cái quý trích với lạc. Mình cứ ép vô đi mọi người. Nhấp vào cái hai chấm tròn ở trên bên phải nè. Anh chị gõ một cái chữ số nào đó cho em ha. Rồi nhấp vào tự thêm các đồng tiền mã hóa Ethereum này chuyển sang thành BNB Smart Chain. Chúng ta dán cái địa chỉ vào thì nó sẽ ra. Chúng ta nhấp vào chữ làm xong giúp em. Rồi mọi người thấy ở phía trên này nè, nó có biểu tượng dãy số là 0,0085 không? Chúng ta nhấp vào ở phía trên, ô vuông ở trên nha. Rồi chúng ta kéo xuống, chúng ta nhấp vào xem trên con market cap thì anh chị sẽ thấy được cái giá hiện tại của nó nha. Thôi mọi người, rất là ok luôn. Nó còn hay 3 số 0 đầu thì cái tương lai con này nó sẽ còn bay nữa ha. Đó. Rồi, bây giờ quay trở lại cái nhiệm vụ chính của mình ngày hôm nay. Là mình vào để em tổng quan cho mọi người xem em đào được bao nhiêu. Thì cũng một con số khiêm tốn thôi. Mà làm mình tốn công mà mọi người. Nên là chúng ta phải cố gắng thôi. Thì mọi người nhấp vào cái phần thưởng 7 giờ sáng hàng ngày ha. Chúng ta nhấp vào thì chúng ta sẽ nhận được như nè, em nè, đã nhận rồi. Thì hôm nay em nhận được 2 mic. Và nếu như anh chị mà chúng ta tạo tài khoản xong, chúng ta đi giới thiệu thêm bạn bè á, thì chúng ta sẽ nhận được thêm 50 mic nha. Cái này nếu mà ai mà giỏi về cái mảng tiếp thị, giới thiệu bạn bè, người thân á, thì chúng ta sẽ nhận được 50 mic trên một người. Mà với điều kiện là họ phải xác thực tài khoản. Và cái thứ hai nữa, nếu mọi người muốn kiếm thêm thì chúng ta hoàn thành cái khảo sát này. Và điểm danh mỗi ngày là nhận được 2. Ha, hoàn thành khảo sát là 50. Và điểm danh liên tục 50 ngày từ ngày 6 tháng 9 thì chúng ta cũng nhận được 50 mic luôn. Đó. Rồi, nói chung là 10 người giới thiệu nhiều thì chúng ta được thưởng nhiều thôi. Rất là hay. Thì bây giờ chúng ta sẽ tải và tạo ha mọi người, tranh thủ. Thì anh chị cứ xem cái video của em á. Chúng ta nhấp vào cái đường link mô tả thì sẽ đưa anh chị đến một cái trang để chúng ta làm việc tiếp theo nha.
Bây giờ em sẽ nhấp vào cái đường link nha mọi người, để chúng ta đến một cái trang tạo tài khoản. Rồi bây giờ nè, full name này á, là họ và tên, thì em yêu cầu anh chị là viết hoa có dấu và khoảng cách đúng như cái phông chữ tiếng Việt trên cái căn cước công dân hoặc là chứng minh của mình ha. Rồi cái thứ hai, cái Gmail thì chúng ta nhập cái Gmail mà chúng ta thường sử dụng thôi. Cái password thì yêu cầu mọi người á là sẽ sử dụng cái mật khẩu cho nó mạnh nha mọi người. Ví dụ như là em sẽ chia sẻ cho mọi người luôn, ví dụ như Hùng X29 đi ha, CLB đó. Rồi cái mã ở dưới đây nè mọi người, là cái mã mời của em, thì anh chị mình để nguyên ha, để mọi người được tạo tài khoản, được tặng mic cũng như là được em hỗ trợ trong việc KYC cũng như sau này buôn bán các kiểu mọi người. Và chúng ta nhấp vào cái biểu tượng là dấu tròn á, I help break and agree, tôi đồng ý với các điều khoản. Nếu như trong trường hợp mà anh chị nhập mật khẩu mà nó không hiển thị lên cái chữ register màu vàng này nè, thì anh chị xem lại cái mật khẩu của mình nó có đúng chưa. Đó, như em nói đó, là chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt là dấu gạch ngang hoặc là cái dấu thăng hay dấu sao, thí dụ vậy ha, rồi số nữa mọi người. Rồi bây giờ mình nhấp vào cái chữ register giúp em đi. Nói chung là cái WeCommit này em thấy nó cũng khá là tiềm năng. Chúng ta cố gắng làm, mình điểm danh mỗi ngày, mình giới thiệu nhiều người nữa thì chúng ta sẽ được cái số lượng nhất định thôi. Thì chúng ta bán có tiền chi tiêu ha. Rồi mình download app, thì nếu sử dụng cái iPhone á thì chúng ta vào cái App Store, mà nếu như chúng ta sử dụng cái máy Android thì chúng ta vào CH Play ha, cũng như là Google Play nè. Em sẽ nhấp vào cái Google Play. Hiện tại nó trên 100.000 được tải xuống, và ship hạn nó là 4.8 thì cũng khá là ok nha anh chị. Rồi mình mở đi anh chị ơi. Rồi mình chọn là Việt Nam nha. Đó, rồi mình nhấp vào chữ tiếp tục. Rồi mình nhấp vào cái chữ đăng nhập giúp em. Thì ở đây nè, chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email vừa lúc nãy, và chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu nha. Đó. Thì hồi nãy á, là em tạo á, là em tạo cho mẹ em. Còn bây giờ em nhập là em nhập cái nick của em, để em chia sẻ cho mọi người được cụ thể hơn về cái cách chúng ta KYC như thế nào và các bước chúng ta làm gì để nhận kiếm thêm được nhiều mít nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ nhấp vào cái chữ Google. Em sẽ nhập vào cái Gmail của chú em ha. Đó. Rồi xác minh email. Em sẽ nhấp vào gửi mã. Cái này do em đã xác thực hai lớp email rồi nha mọi người. Gmail. Mọi người mở cái Gmail lên. Đó, rất là nhanh luôn. Thì trong trường hợp mà chúng ta không thấy, thì chúng ta nhấp vào cái dấu ba gạch ở trên bên trái. Thì mọi người kiểm tra cho em là trong mục thư rác, thư quan trọng, quảng cáo, thư chính và tất cả hộp thư đến nha. Rồi 8809 sao chép thoát ra dán vào. Trong trường hợp mà trong vòng 60 giây anh chị chưa có lấy được cái mã code này này, thì chúng ta nhấp vào gửi mã xác minh lại nha. Đó, ở đây ha, là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì để nhận được điểm danh mỗi ngày, thì anh chị nhấp vào cái chữ phần thưởng ở phía dưới ha, kế bên trang chủ này. Thì như em nói hồi nãy đó, từ 7 giờ 10 sáng mỗi ngày chúng ta nhấp vào, chúng ta sẽ nhấp vào cái trang này ha, là chúng ta sẽ nhận được 2 mic. Rồi đầu tiên là chúng ta phải xác thực cái tài khoản nha. Chúng ta nhấp vào biểu tượng người ở phía trên và bên trái đây.
À, như của em là tài khoản chưa xác thực thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách xác thực để sau đó rồi chúng ta mới 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 kiếm nhiệm vụ mỗi ngày. Chúng ta nhấp vào tài khoản bạn xác thực thì mọi người sẽ chọn cho em là quốc gia, thì chúng ta chọn Việt Nam rồi chúng ta đây Việt Nam, rồi chúng ta sẽ nhấp vào chữ tiếp tục. Thì tới đây nè, tải hồ sơ, vui lòng chọn loại giấy tờ, thì anh chị có chứng minh nhân dân và căn cước công dân thì mình chọn bên cái ô bên trái, còn hộ chiếu passport thì chúng ta chọn vào bên phải, và yêu cầu giấy tờ hợp lệ do nhà nước cung cấp, chụp ảnh đủ gốc không qua chỉnh sửa, chụp ảnh dọc màn hình, chụp ảnh chụp đầy đủ màu sắc và gõ nét, giấy tờ chưa hết hạn ha. Đó rồi, rồi bạn chỉ được KYC tối đa 3 lần trên một ngày, nên là anh chị cố gắng làm cho nó chuẩn nha. Rồi em sẽ nhấp vào chứng minh nhân dân và căn cước công dân. Ở đây họ yêu cầu mình là chụp ảnh mặt mặt trước của căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân, thì chúng ta sẽ nhấp vào. Rồi tới đây nè, nó nói là để tiếp tục sử dụng tính năng này vui lòng cho phép Vietcombank truy cập camera, thì chúng ta nhấp vào chữ cài đặt. Chúng ta nhấp vào chữ cài đặt quyền. Ở đây nè, truy cập máy ảnh nè, mọi người nhấp vào khi đang sử dụng ứng dụng hoặc là luôn cho phép giùm em đi cho nó khỏe ha mọi người. Rồi chúng ta quay trở lại đó, thì mọi người sẽ chụp cái này, để chụp trực tiếp nha, chứ không có đau lên như những cái app khác nha mọi người. Bây giờ em sẽ tiến hành chụp. Bây giờ mình sẽ mở cái máy ảnh lên nha mọi người, và chúng ta để cái điện thoại của chúng ta là đứng nha, và chúng ta chụp thì chúng ta phải chụp làm sao cho nó rõ nét và thấy bóng góc của cái màn cái ảnh nha mọi người. Như em như thế này là ok nè. Chúng ta sẽ nhấp vào chụp, rồi nhấp vào cái dấu tích, rồi nhấp vào chữ tiếp tục giùm em qua để qua bước 2, chụp ảnh mặt sau, thì chúng ta sẽ lặt cái căn cước công dân và cái chứng minh nhân dân của mình lại, và chúng ta vẫn tiếp tục chụp cho bằng máy ảnh. Rồi nhấp vào dấu tích. Rồi chúng ta chuyển sang bước 3. Chúng ta chọn tiếp tục nha, để qua bước 3. Chụp ảnh khuôn mặt. Thì bây giờ mình sẽ nhấp vào chụp ảnh khuôn mặt. Chúng ta cũng chọn máy ảnh luôn. Ra anh chút. Rồi, như em đây ha. Rồi nhấp vào dấu tích. Ok, nhấp vào chữ tiếp tục. Xác minh danh tính của bạn đang được xét duyệt nha mọi người. Thì đây là cái giao diện tổng thể ha mọi người. Thì phía trên đó bên trái là có biểu tượng hồ sơ cá nhân, thì anh chị có thể là nhấp vào để chúng ta chỉnh sửa. Đây như em ha. Thì mọi người thấy không? Họ và tên Nguyễn Hồng Tĩnh, số điện thoại, ngày sinh, tháng sinh mọi người phải cập nhật hết cho em nha. Ở số nhà và quốc gia thì chúng ta sẽ chọn là Việt Nam. Mọi người phải xác thực xong tài khoản chúng ta mới ok. Tỉnh thành phố như em ở Hậu Giang ha, rồi ở huyện đây chúng ta sẽ nhấp vào lưu lại. Thành công. Thì họ đang kiểm tra của mình. Mọi người thoát. Mọi người muốn thay đổi ảnh đại diện á, thì chúng ta sẽ nhấp vào cái ô vuông phía bên phải của hình cây viết á, rồi chúng ta chọn ảnh đại diện nha. Thường thường cái tài khoản này á, là em yêu cầu mọi người sử dụng cái hình ảnh của mình chính chủ nha. Rồi ở đây nó có cái đổi mật khẩu nè, rồi bảo mật. Bảo mật này nó yêu cầu chúng ta sử dụng hai cái, một là xác thực email, hai là cái Google Authent. Em thì em ít sử dụng cái Google Authent lắm. Rồi chúng ta sẽ xác thực cái email. Thì em đã mở rồi, còn mọi người em sẽ chia sẻ thêm. Chúng ta sẽ nhấp vào xác thực email và họ kêu mình là nhập cái email chúng ta cần xác thực, và chúng ta nhấp vào thì họ sẽ gửi cho mình một cái mã. Họ sẽ gửi cho mình một cái mã để kêu chúng ta xác thực. Đây ha, như của em đây, nó sẽ gửi qua cho mình. Đó. Thì bất cứ chúng ta làm gì nó cũng đòi hỏi mình là bạn phải lấy cái mật khẩu mà tôi gửi về cho bên cái email 4 số đó. Mình nhập vào đúng nó mới cho nha. Nó cũng khá là hay. Rồi cái nữa là chúng ta sẽ nhấp vào cái phần thưởng đây. Thì như em nói hồi nãy rồi,
quay lại 7 giờ sáng mỗi ngày hoặc là 7 giờ 10 trở lên là ok ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng dấu cộng này nè. Thì năm nay cái nền tảng này á, là nó kinh tế phi tập trung, tức là nó có thể huy động để nó chúng ta có thể là mua bán kinh doanh bất động sản ha mọi người. Năm nay là như vậy, anh chị cứ tìm hiểu thêm ha. Rồi nhấp vào cái chữ giới thiệu. Thì ở đây nè, liên kết giới thiệu mọi người, cái mã giới thiệu thì anh chị nào mà giỏi về cái mảng tiếp thị á, chúng ta có thể là mời bạn bè người thân để cùng đào cùng kiếm cái tóc cành ha mọi người ha. Mọi người giới thiệu càng nhiều thì mọi người sẽ nhận được cái mic này càng nhiều thôi. Và nếu như anh chị nào có tiền á, thì có thể lên fanpage swap, chúng ta swap chúng ta mua đó hay sao chép đó mọi người. Rồi chúng ta nhấp vào cái chỗ cộng đồng giùm em. Thì hiện tại thành viên của cái tóc cành app này nó 4.051.038. Thì ở đây nó sẽ có đầy đủ những cái lượng tóc cành của mic thu lưu hành là bao nhiêu, rồi số mic chưa chuyển là bao nhiêu ha. Nó có đầy đủ hết mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm. Ở đây chúng ta có một cái số lượt khuyến mãi cũng như là cái phần thưởng á mọi người. Thì cái lọc rơi này nè, anh chị sẽ nhấp vào chọn số ngẫu nhiên và chúng ta xác nhận. Thì kiểu như họ lắc sổ số á mọi người, thì trúng ngay cái số của mình thì mình sẽ được nhận ha. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là lắc lọc. Thì khi anh chị nhấp vào đây nè, chúng ta sẽ lắc. Như em là đã được 3 mic ha, và em đã lắc rồi nên là nó hiển thị như thế này. Thì sau 14 giờ thì em sẽ vào lắc tiếp nữa, kiểu như vậy. Rồi lì xì hot. Nó lì xì để em vào cho mọi người xem. À, cái này vào không được rồi. Rồi về full. Thì ở đây tức là sao? Chúng ta gửi tiết kiệm á mọi người. Ví dụ như anh chị gửi tiết kiệm, mình gửi 2% như thế này. Rồi chúng ta nhấp. Ngày gửi là ngày 12 tháng 2. Ngày tính cho chị là ngày 13 tháng 2. Ngày đáo hạn là ngày 14 tháng 2. Nhấp vào, chúng ta xác nhận ha. Là chúng ta chọn là ví. Ví spot. Mình nhập số lượng mic vô, như em có 2000 phải không? Em nhập 200 đi. Rồi. Em nhấp vào xác nhận. Rồi nó đòi hỏi là mình phải xác nhận cái email, thì chúng ta sẽ nhấp vào và chúng ta qua cái email của chúng ta nha anh chị. Chọn đúng cái email của mình. Đây mọi người ha. Rồi 5601. Sao chép. Dán vào. Submit. Rồi ok. Đó. Quay trở lại. Quay trở lại. Quay trở lại. Rồi chúng ta quay trở lại. Chúng ta sẽ có cái lịch sử tiết kiệm nè mọi người. Như em hôm nay là như vậy nè ha. Nó sẽ hiển thị lên luôn. Đó. Cái địa chỉ quý của chúng ta là ở trên. Mọi người thấy không? Không ít không? Đó là nó. Tiếp tục. VF Factory thì cái này kiểu như là nó sẽ phát hành cái danh sách NFT mọi người, game á. Rồi mình nhấp vào V Universe. Thì ở đây nó sẽ có cái gì? Đây là chút cái bình luận này kia thôi, không quan trọng lắm mọi người. Chúng ta quay trở lại. Thì mọi người nhấp vào cái nhiệm vụ đúng không ạ? Ở đây nè, nó có rất là cái nhiệm vụ. Thì do em á, là lúc trước á, em chưa có làm cái nhiệm vụ này nên bây giờ em không thể làm được ha. Còn anh chị nào mà mới tạo thì làm ơn. Làm ơn ha. Chúng ta nhấp vào hết mấy cái này để chúng ta nhận mic nha mọi người. 95 mic, 85 mic, 45 mic, 15 mic, rồi 15 mic luôn, 315 mic luôn. Anh chị cứ nhấp vào đây nè. Rồi tham gia mấy cái kênh Telegram của nó hết ha. Nó kêu gì thì chúng ta làm đó nha anh chị. Để chúng ta nhận được cái, nếu mà tính thì cũng khá rồi đó mọi người. Ha. Rồi. Quý của bạn.
Đây em vào cho mọi người xem ha. Mọi người có thể gửi nó chuyển sang một cái sàn khác, hay một cái như em muốn gửi lên banh cây swap đi đó, thì em có thể gửi nó lên đó luôn ha. Đây rất là ok nha mọi người. Rồi cơ bản là vậy thôi. Bây giờ á là cái nhiệm vụ đầu tiên là anh chị vào cái đường link ở phần mô tả, anh chị lấy cái đường link đó để chúng ta làm việc ha. Cái thứ hai là chúng ta phải vào cái biểu tượng cá nhân hồ sơ để chúng ta xác thực tài khoản cho nó đúng. Mọi người không xác thực sau này hết hạn là nó sẽ ban cái tài khoản của chúng ta. Nè, như của em là đang kiểm tra ha. Rồi cái thứ ba là mọi người sẽ vào 7 giờ sáng hàng ngày chúng ta nhấp vào phần thưởng và chúng ta nhận 2 mic. Bên cạnh đó thì chúng ta nên tham gia mấy cái như là lọc gơi rồi lắc lọc lì xì hang để chúng ta lấy thêm. Và cái thứ tư anh chị có thể là dẫu về tiếp thị á, mời thêm bạn bè anh chị em để chúng ta cùng đào hang, nói chung nó có giá rất là ok. Rồi em xin phép dừng video tại đây. Để anh chị làm mà có phần gì không hiểu thì cứ nhắn tin dưới cái phần bình luận, em sẽ trả lời. Chúc anh chị mình thành công nha.